Xin chào cả nhà nha. Hôm nay quay một lô đất tại Phú Lợi nè, mặt tiền đường nhựa 116, đường này là đường vào Suối Mơ nha cả nhà. Đây lô đất của mình ở đây nha. Từ bức tường rào bên kia. Mình đi gần một xíu nha các bạn nha. Từ cái bức tường rào bên này nha, đi qua 10m nha cả nhà. Cái lô này là 16m, đã tách ra hai lô rồi nha. Lô này là từ bức tường rào bên này, ôm bức tường này đi qua là 10m, dài 85m. Khu dân cư này cả nhà ơi, khu dân cư rừng ngay cạnh ngã ba luôn nha, rừng ngã ba luôn nha, khu dân cư. Lô đất này giá của nó là 3.750.000.000 nha cả nhà. 3.750.000.000. Bây giờ Sơn sẽ chạy ra một đoạn cho các bạn nhìn chung con đường này nó nhộn nhịp như thế nào nha. Bên nhà đang có mua điều nè, cửa hàng sắt nè, sắt thép nè, quán ăn nè, quán ăn. Khu mua tiêu nè, bắp bán cà phê nè cả nhà. Rồi cơ sở cây giống nè. Đây. Này đông lắm nha cả nhà ơi. Mình nhà trên bờ nè. Ở đây là mặt tiền đường nhựa 16 luôn nha, 116. Ở đường quán Ngọc Ba đây nè. Khu mua điều nè, đây là nhiều nhiều cơ sở thu mua lắm nha cả nhà. Cấp trường học là con dân trường trung học cơ sở, trường phổ thông là có tầm 2 tầng hết nha cả nhà. Màn bi da nè, đường nhựa lớn nha cả nhà ơi, đường nhựa lớn, đường nhựa chính nha, trục chính Phú Hòa Phú Lợi nha. Đây là trường học nè, trường học. Cách trường học là chỉ có 200m thôi nha. Cách trường học 200m. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ mình xem bếp nha. 090-839-0992. Lô này là ở Phú Lợi Định Quán Hoàng Mai. Mặt tiền đường nhựa ngang 10m, dài 85, có 100m thổ cư, giá 3.750.000.000 nha. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ mình.